suy nghĩ cấp cao. Một bản tóm tắt tuyệt vời, dễ hiểu về lời khuyên đầu tư từ một trong những người giỏi nhất trong ngành. Mỗi chương có thể được đọc trong vài phút và mỗi chương đều mang lại cảm giác khác biệt và hữu ích. Ghi chú tóm tắt. Đầu tư thành công đòi hỏi sự quan tâm chu đáo đến nhiều khía cạnh riêng biệt, tất cả cùng một lúc. Kinh nghiệm là thứ bạn có được khi bạn không đạt được thứ mình muốn. Những thời điểm thuận lợi chỉ dạy những bài học tồi, rằng đầu tư rất dễ dàng, bạn biết bí mật của nó và bạn không cần phải lo lắng về rủi ro. Những bài học quý giá nhất được học trong thời điểm khó khăn. Điều quan trọng nhất là tư duy cấp độ thứ hai. Tư duy cấp độ 1 cho biết, đó là một công ty tốt, hãy mua cổ phiếu. Tư duy cấp độ 2 cho biết, đó là một công ty tốt, nhưng mọi người đều nghĩ đó là một công ty tuyệt vời, nhưng thực tế không phải vậy. Vậy là cổ phiếu được đánh giá quá cao và được định giá quá cao, hãy bán đi. Tư duy cấp độ 1 cho biết, triển vọng cho thấy mức tăng trưởng thấp và lạm phát gia tăng. Hãy bán đi cổ phiếu của chúng ta. Tư duy cấp độ 2 cho biết, triển vọng thật tồi tệ, nhưng những người khác đang hoảng loạn bàn tháo. Mua. Tư duy cấp độ 1 là đơn giản và hời hận, và hầu hết mọi người đều có thể làm được điều đó, một dấu hiệu xấu cho bất cứ điều gì liên quan đến nỗ lực vượt trội. Tất cả những gì người tư duy cấp độ đầu tiên cần là một ý kiến về tương lai, chẳng hạn như triển vọng của công ty là thuận lợi, có nghĩa là cổ phiếu sẽ tăng giá. Người tư duy cấp độ thứ 2 tính đến rất nhiều thứ. Phạm vi của các kết quả có thể xảy ra trong tương lai là gì? tôi nghĩ kết quả nào sẽ xảy ra xác suất tôi đúng là bao nhiêu sự đồng thuận nghĩ gì kỳ vọng của tôi khác với sự đồng thuận như thế nào giá hiện tại của tài sản đó phù hợp như thế nào với quan điểm đồng thuận về tương lai và của tôi tâm lý đồng thuận được đưa vào giá quá tăng hay giảm điều gì sẽ xảy ra với giá của tài sản nếu sự đồng thuận hóa ra là đúng và nếu tôi đúng thì sao tất cả các nhà đầu tư không thể đánh bại thị trường vì nói chung họ là thị trường hiệu suất phi thường chỉ đến từ những dự báo chính xác không có sự đồng thuận nhưng những dự báo không có sự đồng thuận thì khó thực hiện khó thực hiện chính xác và khó hành động kết quả cuối cùng rất đơn giản để đạt được kết quả đầu tư vượt trội bạn phải có những quan điểm không đồng thuận về giá trị và quan điểm đó phải chính xác điều đó không dễ dàng điều quan trọng nhất là hiểu được hiệu quả của thị trường và những hạn chế của nó giả thuyết thị trường hiệu quả phát biểu rằng có rất nhiều người tham gia vào thị trường và họ chia sẻ quyền truy cập gần như ngang nhau vào tất cả các thông tin liên quan họ thông minh khách quan có động lực cao và chăm chỉ các mô hình phân tích của họ được biết đến và sử dụng rộng rãi nhờ nỗ lực chung của những người tham gia này thông tin được phản ánh đầy đủ và ngay lập tức vào giá thị trường của từng tài sản và bởi vì những người tham gia thị trường sẽ ngay lập tức chuyển sang mua bất kỳ tài sản nào quá rẻ hoặc bán một tài sản quá đắt nên các tài sản được định giá một cách công bằng về mặt tuyệt đối và tương đối với nhau do đó giá thị trường thể hiện ước tính chính xác về giá trị nội tại của tài sản và không người tham gia nào có thể xác định và kiếm lợi một cách nhất quán từ những trường hợp họ sai do đó tài sản được bán ở mức giá mà từ đó chúng có thể được kỳ vọng mang lại lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro ở mức công bằng so với các tài sản khác tài sản rủi ro hơn phải mang lại lợi nhuận cao hơn để thu hút người mua thị trường sẽ định giá theo cách có vẻ như vậy nhưng nó sẽ không cung cấp bữa trưa miễn phí nghĩa là sẽ không có lợi nhuận gia tăng mà không liên quan đến và bù đắp rủi ro gia tăng mặc dù các thị trường hiệu quả hơn thường định giá sai tài sản nhưng không dễ để bất kỳ một người nào làm việc với cùng thông tin như mọi người khác và chịu những ảnh hưởng tâm lý giống nhau có thể nhất quán dự những quan điểm khác với sự đồng thuận và gần đúng hơn bởi vì lý thuyết cho rằng trong một thị trường hiệu quả không có thứ gọi là kỹ năng đầu tư ngày nay thường được gọi là án phạ có thể giúp ai đó đánh bại thị trường tất cả sự khác biệt về lợi nhuận giữa khoản đầu tư này và khoản đầu tư khác hoặc giữa danh mục đầu tư của người này với danh mục đầu tư của người khác là do sự khác biệt về rủi ro nếu bạn cho một người theo giả thuyết thị trường hiệu quả thấy một hồ sơ đầu tư có vẻ vượt trội như tôi có thì câu trả lời có thể là lợi nhuận cao hơn được giải thích bởi rủi ro tiềm ẩn vị trí dự phòng có nghĩa là bạn không có đủ số năm dữ liệu những người tư duy cấp độ 2 biết rằng, để đạt được kết quả vượt trội, họ phải có lợi thế về thông tin hoặc phân tích, hoặc cả hai. Họ luôn cảnh giác với những trường hợp hiểu lầm. Con trai án dở của tôi là một nhà đầu tư mới chấm nở và nó nghĩ ra rất nhiều ý tưởng đầu tư hấp dẫn dựa trên thực tế hiện tại và triển vọng cho ngày mai. Nhưng anh ấy đã được đào tạo bài bản. Bài kiểm tra đầu tiên của anh ấy luôn giống nhau, và ai không biết điều đó. Bởi vì tài sản thường được định giá ở mức giá khác với mức giá hợp lý nên một loại tài sản có thể mang lại lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro quá cao, một bữa trưa miễn phí, hoặc quá thấp so với các loại tài sản khác. Đối với mỗi người mua được hàng tốt trong một thị trường kém hiệu quả thì người khác lại bán quá rẻ. Một trong những câu nói hay về bổ kệ là trong mỗi ván chơi đều có một con cá. Nếu bạn đã chơi được 45 phút mà vẫn chưa tìm ra con cá là ai thì đó chính là bạn. Điều này chắc chắn cũng đúng với việc đầu tư vào thị trường không hiệu quả. Tại sao người bán tài sản lại sẵn sàng bán nó với mức giá mà nó sẽ mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận quá lớn? Bạn có thực sự biết nhiều về tài sản hơn người bán không? Nếu đó là một đề xuất tuyệt vời như vậy, tại sao không có ai khác chộp lấy nó? Nhiều món hời tốt nhất tại bất kỳ thời điểm nào đều được tìm thấy trong số những thứ mà các nhà đầu tư khác không thể hoặc sẽ không làm. Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp quản lý đầu tư của tôi đến khi tôi kết luận rằng vì khái niệm thị trường hiệu quả có liên quan nên tôi nên hạn chế nỗ lực của mình vào những thị trường tương đối kém hiệu quả, nơi mà sự chăm chỉ và kỹ năng sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Điều quan trọng nhất là giá trị. Để đầu tư thành công một cách đáng tin cậy, việc ước tính chính xác giá trị nội tại là điểm khởi đầu không thể thiếu. Không có nó, mọi hy vọng về sự thành công nhất quán với tư cách là một nhà đầu tư chỉ là hy vọng mua ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại và bán ở mức giá cao hơn tất nhiên để làm được điều đó tốt hơn hết bạn nên hiểu rõ giá trị nội tại là gì đối với tôi việc ước tính chính xác giá trị là điểm khởi đầu không thể thiếu giả thuyết bước đi ngẫu nhiên cho rằng những biến động giá trong quá khứ của một cổ phiếu hoàn toàn không giúp ích gì trong việc dự đoán những biến động trong tương lai như tôi thấy các nhà đầu tư áp dụng phương pháp này hoạt động với giả định rằng họ có thể biết khi nào thứ gì đó đang tăng sẽ tiếp tục tăng Chúng ta còn lại hai cách tiếp cận, cả hai đều được thúc đẩy bởi các nguyên tắc cơ bản, đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng. Các nhà đầu tư giá trị nhằm mục đích tìm ra giá trị nội tại hiện tại của chứng khoán và mua khi giá thấp hơn, còn các nhà đầu tư tăng trưởng cố gắng tìm những chứng khoán có giá trị sẽ tăng nhanh trong tương lai. Các nhà đầu tư giá trị thường xem xét các số liệu tài chính như thu nhập, dòng tiền, cổ tức, tài sản cứng và giá trị doanh nghiệp và nhấn mạnh việc mua giá rẻ dựa trên những cơ sở này. Khi đó, mục tiêu chính của các nhà đầu tư giá trị là định lượng giá trị hiện tại của công ty và mua chứng khoán của công ty đó khi họ có thể làm như vậy với giá rẻ các nhà đầu tư giá trị mua cổ phiếu ngay cả những cổ phiếu có giá trị nội tại có thể tăng trưởng ít trong tương lai vì tin chắc rằng giá trị hiện tại cao so với giá hiện tại các nhà đầu tư tăng trưởng mua cổ phiếu ngay cả những cổ phiếu có giá trị hiện tại thấp so với giá hiện tại vì họ tin rằng giá trị đó sẽ tăng đủ nhanh trong tương lai để tạo ra sự tăng giá đáng kể Đầu tư tăng trưởng thể hiện sự đặt cực vào hiệu quả hoạt động của công ty có thể thành hiện thực hoặc không trong tương lai, trong khi đầu tư giá trị chủ yếu dựa trên phân tích giá trị hiện tại của công ty. Đi trước thời đại quá xa không thể phân biệt được với việc mắc sai lầm. Nếu bạn thích nó ở mức 60 thì bạn nên thích nó hơn ở mức 50. Và nhiều hơn nữa ở tuổi 40 và 30. Các nhà đầu tư giá trị ghi được lợi nhuận lớn nhất khi họ mua một tài sản được định giá thấp, mức trung bình liên tục giảm và phân tích của họ đã được chứng minh. Do đó, có hai thành phần thiết yếu để kiếm lợi nhuận trong một thị trường đang suy giảm, bạn phải có quan điểm về giá trị nội tại và bạn phải giữ quan điểm đó đủ mạnh để có thể tiếp tục mua ngay cả khi giá giảm cho thấy rằng bạn đang có lợi nhuận. Sai. Ồ vâng, có điều thứ ba, bạn phải đúng. Điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa giá cả và giá trị. Thành công trong đầu tư không đến từ việc mua những thứ tốt mà là từ việc mua những thứ tốt. Không có tài sản nào tốt đến mức không thể trở thành khoản đầu tư tồi nếu mua ở giá quá cao và có rất ít tài sản tệ đến mức chúng không thể là một khoản đầu tư tốt khi mua với giá đủ rẻ mua tốt là bán được một nửa bằng cách này chúng tôi có nghĩa là chúng tôi không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về mức giá mà chúng tôi có thể bán một cổ phiếu đang nắm giữ hoặc khi nào hoặc cho ai hoặc thông qua cơ chế nào nếu bạn mua nó với giá rẻ thì cuối cùng những câu hỏi đó sẽ tự trả lời nếu ước tính giá trị nội tại của bạn là chính xác thì theo thời gian giá của tài sản sẽ hội tụ với giá trị của nó vì mua hàng từ một người bán bị ép buộc là điều tốt nhất trên thế giới của chúng ta nên trở thành một người bị ép bán là điều tồi tệ nhất điều đó có nghĩa là điều cần thiết là phải sắp xếp công việc của bạn để bạn có thể cầm cự và không bán đi vào những thời điểm tồi tệ nhất điều này đòi hỏi cả nguồn vốn dài hạn và nguồn lực tâm lý mạnh mẽ trong bong bóng công nghệ người mua không lo lắng về việc liệu một cổ phiếu có được định giá quá cao hay không vì họ chắc chắn rằng người khác sẽ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho cổ phiếu đó tôi tin rằng cách tiếp cận đầu tư dựa trên giá trị vững chắc là đáng tin cậy nhất ngược lại việc trông cậy vào người khác sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận bất kể giá trị ra sao dựa vào bong bóng có lẽ là ít nhất mua thứ gì đó với giá thấp hơn giá trị của nó theo ý kiến của tôi đây chính là nội dung của nó cách đáng tin cậy nhất để kiếm tiền điều quan trọng nhất là hiểu được rủi ro rủi ro có nghĩa là nhiều điều có thể xảy ra hơn những điều sẽ xảy ra theo dõi điểm sần đầu tư bao gồm chính xác một điều đối phó với tương lai. Và bởi vì không ai trong chúng ta có thể biết chắc chắn về tương lai nên rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Khi bạn đang cân nhắc một khoản đầu tư, quyết định của bạn phải phụ thuộc vào rủi ro đi kèm cũng như lợi nhuận tiềm năng. Vì không thích rủi ro nên các nhà đầu tư phải nhận hối lộ với lợi nhuận tiềm năng cao hơn để chấp nhận rủi ro gia tăng. Các khoản đầu tư rủi ro hơn hoàn toàn không thể được tính là sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Tại sao không? Thật đơn giản nếu các khoản đầu tư rủi ro hơn tạo ra lợi nhuận cao hơn một cách đáng tin cậy thì chúng sẽ không rủi ro hơn. Rủi ro thua lỗ không nhất thiết xuất phát từ nền tảng yếu kém. Một tài sản yếu về cơ bản cổ phiếu của một công ty kém nổi tiếng, trái phiếu cấp độ đầu cơ hoặc một tòa nhà ở sai khu vực của thị trấn có thể là một khoản đầu tư rất thành công nếu được mua ở mức giá đủ thấp. Ben G. Dạ Hèm và David Luật đã diễn đạt điều này hơn 60 năm trước trong ấn bản thứ hai của cuốn phân tích chứng khoán, cuốn kinh thánh của các nhà đầu tư giá trị. Mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư khác nhau và rủi ro thua lỗ hoàn toàn không xác định được và quá thay đổi tùy theo từng trường hợp những điều kiện thay đổi, để cho phép xây dựng công thức toán học hợp lý. Nhà đầu tư có làm tốt công việc đánh giá rủi ro đi kèm không? Đó là một câu hỏi hay khác nhưng khó trả lời. Cần một mô hình. Hãy nghĩ đến người dự báo thời tiết. Anh ấy nói có 70% khả năng sẽ mưa vào ngày mai. Trời mưa, anh ấy đúng hay sai? Hoặc trời không mưa, anh ấy đúng hay sai? không thể đánh giá độ chính xác của các ước tính xác suất khác không và 100 ngoại trừ qua một số lượng rất lớn các thử nghiệm. Có sự khác biệt lớn giữa xác suất và kết quả. Những điều có thể xảy ra không xảy ra và những điều không thể xảy ra luôn luôn xảy ra. Đó là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể biết về rủi ro đầu tư. Giờ đây, việc đầu tư đã trở nên phụ thuộc quá nhiều vào toán học cao hơn, chúng ta phải đề phòng những trường hợp mọi người áp dụng sai các giả định đơn giản hóa vào một thế giới phức tạp. Việc định lượng thường mang lại thẩm quyền quá mức cho những tuyên bố đáng lẽ phải được coi nhẹ. Điều đó tạo ra tiềm năng đáng kể cho rắc rối. Chúng ta đã nghe nhiều về những dự đoán trong trường hợp xấu nhất, nhưng chúng thường không đủ tiêu cực. Tôi kể câu chuyện của cha tôi về một tay cờ bạc thường xuyên thua cuộc. Một ngày nọ, anh ta nghe nói về một cuộc đua chỉ có một con ngựa tham gia nên anh ta đặt cược số tiền thuê nhà. Đi được nửa đường, con ngựa nhảy qua hàng rào rồi bỏ chạy. Điều quan trọng nhất là nhận biết rủi ro tôi tin rằng vì hệ thống hiện đã ổn định hơn nên chúng tôi sẽ làm cho nó kém ổn định hơn thông qua nhiều đòn bẩy hơn và chấp nhận rủi ro nhiều hơn mỹ rồng sờ côn lờ trong khi nhà lý thuyết cho rằng lợi nhuận và rủi ro là hai thứ riêng biệt mặc dù có mối tương quan với nhau thì nhà đầu tư giá trị cho rằng rủi ro cao và lợi nhuận tiềm năng thấp không là gì ngoài hai mặt của cùng một đồng tiền cả hai đều xuất phát chủ yếu từ giá cao do đó nhận thức về mối quan hệ giữa giá cả và giá trị dù là đối với một chứng khoán riêng lẻ hay toàn bộ thị trường là một thành phần thiết yếu để giải quyết thành công rủi ro nhà đầu tư không nên lên kế hoạch kiếm thêm lợi nhuận mà không phải gánh chịu rủi ro gia tăng và để làm như vậy họ nên yêu cầu phí bảo hiểm rủi ro khi mọi người không sợ rủi ro họ sẽ chấp nhận rủi ro mà không được đền bù cho việc làm đó và khoản đền bù rủi ro sẽ biến mất những sự phát triển khiến thế giới có vẻ ít rủi ro hơn thường là ảo tưởng và do đó khi đưa ra một bức tranh màu hồng chúng có xu hướng khiến thế giới trở nên rủi ro hơn rủi ro không thể được loại bỏ nó chỉ được chuyển giao và lan truyền mọi điều bạn cần biết trong những năm dẫn đến vụ tai nạn đều có thể được nhận ra thông qua nhận thức về những gì đang diễn ra ở hiện tại khi mọi người tin rằng điều gì đó không có rủi ro họ thường đặt giá thầu cho nó đến mức cực kỳ rủi ro điều quan trọng nhất là kiểm soát rủi ro những nhà đầu tư vĩ đại là những người chấp nhận rủi ro ít hơn mức lợi nhuận họ kiếm được chúng có thể tạo ra lợi nhuận vừa phải với rủi ro thấp hoặc lợi nhuận cao với rủi ro vừa phải nhưng đạt được lợi nhuận cao với rủi ro cao có nghĩa là rất ít trừ khi bạn có thể làm điều đó trong nhiều năm trong trường hợp đó rủi ro cao được nhận thấy hoặc không thực sự cao hoặc được quản lý đặc biệt tốt mất mát là điều xảy ra khi rủi ro gặp lịch cảnh rủi ro là khả năng thua lỗ nếu mọi việc diễn ra không như ý muốn chỉ cần mọi việc diễn ra tốt đẹp thì mất mát sẽ không phát sinh rủi ro chỉ gây ra tổn thất khi các sự kiện tiêu cực xảy ra trong môi trường. Kiểm soát rủi ro là vô hình trong thời điểm thuận lợi nhưng vẫn cần thiết, vì thời điểm tốt có thể dễ dàng biến thành thời điểm xấu. Kiểm soát rủi ro là con đường tốt nhất để tránh mất mát. Mặt khác, việc tránh rủi ro cũng có thể dẫn đến việc tránh né rủi ro. Trong suốt sự nghiệp của mình, kết quả của hầu hết các nhà đầu tư sẽ được quyết định nhiều hơn bởi số lượng họ thua lô và mức độ tệ hại của họ hơn là bởi sự vĩ đại của những người chiến thắng điều quan trọng nhất là chú ý đến chu kỳ. Tôi nghĩ điều cần thiết là phải nhớ rằng mọi thứ đều có tính chu kỳ. Có rất ít điều tôi chắc chắn, nhưng những điều này là đúng, cuối cùng thì chu kỳ luôn chiếm ưu thế. Không có gì đi theo một hướng mãi mãi. Cây không mọc lên trời. Rất ít thứ đi đến con số 0. Và có rất ít điều nguy hiểm cho sức khỏe nhà đầu tư bằng việc cứ khăng khăng ngoại suy các sự kiện ngày hôm nay cho tương lai. Quy tắc số 1, hầu hết mọi thứ đều có tính chu kỳ. Quy tắc số 2, một số cơ hội được và mất lớn nhất đến khi người khác quên quy tắc số 1. Lý do cơ bản cho tính chu kỳ trong thế giới của chúng ta là sự tham gia của con người. Những thứ cơ học có thể đi theo đường thẳng. Hãy nhìn xung quanh vào lần tới khi có khủng hoảng, có thể bạn sẽ tìm được người cho vay. Những nhà cung cấp vốn quá dễ dãi thường xuyên hỗ trợ và tiếp tay cho bong bóng tài chính. Điều quan trọng nhất là nhận thức về con lắc. Thị trường đầu tư chuyển động theo một chuyển động giống như con lắc. Giữa hưng phấn và trầm cảm giữa việc tôn vinh những phát triển tích cực và nôi ám ảnh về những điều tiêu cực và do đó giữa giá quá cao và giá thấp trên thực tế gần đây tôi đã tóm tắt những rủi ro chính khi đầu tư thành hai rủi ro mất tiền và rủi ro bỏ lỡ cơ hội có thể loại bỏ phần lớn một trong hai nhưng không thể loại bỏ cả hai rất sớm trong sự nghiệp của tôi một nhà đầu tư kỳ cựu đã nói với tôi về ba giai đoạn của một thị trường giá lên đầu tiên khi một số người có tầm nhìn xa bắt đầu tin rằng mọi việc sẽ tốt hơn thứ hai khi hầu hết các nhà đầu tư nhận ra sự cải thiện đang thực sự diễn ra thứ ba khi mọi người kết thúc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn mãi mãi tôi đã nghĩ ra mặt trái của nó ba giai đoạn của một thị trường ra xuống đầu tiên khi chỉ một số nhà đầu tư chú đáo nhận ra rằng bất chấp xu hướng tăng giá phổ biến mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng thứ hai khi hầu hết các nhà đầu tư nhận ra mọi thứ đang xấu đi thứ ba khi mọi người đều tin chắc rằng mọi chuyện chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn con lắc không thể tiếp tục dao động về một điểm cực trị hoặc tồn tại ở một điểm cực trị mãi mãi, mặc dù khi nó ở vị trí cực đại nhất, mọi người ngày càng mô tả điều đó như đã trở thành một tình trạng vĩnh viễn. Điều quan trọng nhất là chống lại những ảnh hưởng tiêu cực. Để tránh mất tiền trong bong bóng, mấu chốt nằm ở việc từ chối tham gia khi lòng tham và lỗi của con người khiến những mặt tích cực bị đánh giá quá cao và những mặt tiêu cực bị bỏ qua. Điều quan trọng nhất là sự tương phản. Số tiền lớn không kiếm được bằng cách mua những gì mọi người thích. Chúng được tạo ra bằng cách mua những gì mọi người đánh giá thấp. Tôi đã nhận ra vào năm 2008, và khi nhìn lại thì điều đó có vẻ quá rõ ràng, rằng đôi khi chủ nghĩa hoài nghi buộc chúng ta phải nói, không, điều đó quá tệ để có thể là sự thật. Một điều tôi chắc chắn là đến khi con dao ngừng rơi, bùi bằng đã lăng xuống và sự bất ổn đã được giải quyết thì sẽ không còn món hời lớn nào nữa. Điều quan trọng nhất là tìm được món hời. Nguyên liệu thô của quá trình bao gồm Danh sách các khoản đầu tư tiềm năng ước tính giá trị nội tại của chúng. Ý thức về việc giá của chúng so sánh với giá trị nội tại của chúng như thế nào và sự hiểu biết về những rủi ro liên quan đến từng rủi ro và ảnh hưởng của việc đưa chúng vào danh mục đầu tư được tập hợp. Đầu tư là nguyên tắc lựa chọn tương đối. Biểu hiện đó đã ở lại với tôi suốt 35 năm. Cụm từ đơn giản của xịt chứa đựng hai thông điệp quan trọng. Đầu tiên, quá trình đầu tư phải chặt chẽ và có kỷ luật. Thứ hai, đó là sự cần thiết phải so sánh cho dù giá giảm hay tăng và lợi nhuận tiềm năng cao hay thấp chúng ta phải tìm ra những khoản đầu tư tốt nhất hiện có vì chúng tôi không thể thay đổi thị trường nên nếu muốn tham gia lựa chọn duy nhất của chúng tôi là chọn ra thứ tốt nhất từ những khả năng hiện có đây là những quyết định tương đối hầu hết các nhà đầu tư đều ngoại suy kết quả hoạt động trong quá khứ mong đợi sự tiếp tục của các xu hướng hơn là sự hồi quy về giá trị trung bình đáng tin cậy hơn nhiều những người suy nghĩ cấp độ thứ nhất có xu hướng coi sự suy yếu về giá trong quá khứ là điều đáng lo ngại chứ không phải là dấu hiệu cho thấy tài sản đã rẻ hơn. Để tóm tắt tất cả chỉ trong một câu, tôi muốn nói rằng điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của món hời là nhận thức phải tệ hơn đáng kể so với thực tế. Điều đó có nghĩa là những cơ hội tốt nhất thường được tìm thấy trong số những việc mà hầu hết người khác sẽ không làm. Suy cho cùng, nếu mọi người cảm thấy hài lòng về điều gì đó và vui vẻ tham gia thì đó sẽ không phải là món hời điều quan trọng nhất là kiên nhẫn chủ nghĩa cơ hội không phải lúc nào cũng có những điều tuyệt vời để làm và đôi khi chúng ta tối đa hóa sự đóng góp của mình bằng cách sáng suốt và tương đối thụ động chủ nghĩa cơ hội kiên nhẫn chờ đợi món hời thường là chiến lược tốt nhất của bạn bạn có xu hướng mua được nhiều hàng hơn nếu bạn chọn từ danh sách những thứ mà người bán có động cơ bán thay vì bắt đầu với một quan niệm cố định về thứ bạn muốn sở hữu bạn sẽ làm tốt hơn nếu chờ đợi các khoản đầu tư đến với mình thay vì chạy theo chúng Đầu tư là công việc kinh doanh tuyệt vời nhất trên thế giới vì bạn không bao giờ phải dao động. Bạn đứng ở đĩa, người ném bóng ném dơ nẹ rổ mổ tọt cho bạn ở vị trí 47. Thép Hoa Kỳ ở mức 39. Và không ai kêu gọi đỉnh công với bạn. Không có hình phạt nào ngoại trừ cơ hội. Suốt ngày bạn chờ đợi cú ném bạn thích, sau đó, khi những người khai thác đã ngủ say, bạn bước lên và đánh nó. Bạn muốn mạo hiểm khi người khác đang trốn tranh nó, chứ không phải khi họ đang cạnh tranh với bạn để làm điều đó. Nếu một người nắm giữ buộc phải bán, hàng chục người mua sẽ có mặt ở đó để đáp ứng, do đó giao dịch có thể diễn ra ở mức giá chỉ giảm nhẹ. Nhưng nếu sự hỗn loạn lan rộng, nhiều người sẽ buộc phải bán cùng một lúc và sẽ có rất ít người có đủ khả năng cung cấp thanh khoản cần thiết. Chìa khóa trong thời kỳ khủng hoảng là cách ly khỏi các lực lượng đòi hỏi phải bán và thay vào đó được định vị là người mua. Để đáp ứng các tiêu chí đó, nhà đầu tư cần có những điều sau: sự phụ thuộc kiên quyết vào giá trị ít hoặc không sử dụng đòn bẩy vốn dài hạn một dạ dày săn chắc chủ nghĩa cơ hội kiên nhẫn được củng cố bởi thái độ trái ngược và bảng cân đối kế toán vững chắc có thể mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc trong thời kỳ khủng hoảng điều quan trọng nhất là biết những gì bạn không biết đánh giá quá cao những gì bạn có khả năng biết hoặc làm có thể cực kỳ nguy hiểm trong phẫu thuật não chạy đua xuyên đại dương hoặc đầu tư thừa nhận giới hạn của những gì bạn có thể biết và làm việc trong giới hạn đó thay vì mạo hiểm vượt ra ngoài có thể mang lại cho bạn lợi thế lớn. Điều quan trọng nhất là nhận thức được vị trí của chúng ta. Tại sao không đơn giản cố gắng tìm ra xem chúng ta đang đứng ở đâu trong mỗi chu kỳ và điều đó hàm ý gì cho hành động của chúng ta? Khi người khác tự tin một cách liều lĩnh và mua sắm rầm rộ, chúng ta nên hết sức thận trọng, khi người khác sợ hãi đến mức không hành động hoặc hoảng loạn bán hàng, chúng ta nên trở nên hung hăng. Vì vậy, hãy nhìn xung quanh và tự hỏi, nhà đầu tư lạc quan hay bi quan? bảy từ đáng sợ nhất trên thế giới đối với một nhà đầu tư chu đáo quá nhiều tiền nhưng lại có quá ít giao dịch đã cung cấp một mô tả chính xác đến mức bất thường về các điều kiện thị trường điều quan trọng nhất là trân trọng vai trò của may mắn tại một thời điểm nhất định trên thị trường những nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất có thể là những nhà giao dịch phù hợp nhất với chu kỳ mới nhất điều này không xảy ra quá thường xuyên với các nha sĩ hoặc nghệ sĩ piano vì bản chất của sự ngẫu nhiên một quyết định đúng đắn là quyết định mà một người hợp lý thông minh và có đầy đủ thông tin sẽ đưa ra trong những tình huống như chúng xuất hiện vào thời điểm đó trước khi biết được kết quả một số điều đi đôi với nhau đối với những người coi thế giới là một nơi không chắc chắn tôn trọng rủi ro một cách lành mạnh nhận thức rằng chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao hiểu rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm là xem tương lai như một phân bố xác suất và đầu tư phù hợp nhấn mạnh vào đầu tư phòng thủ và nhấn mạnh vào việc tránh những cảm ấy đối với tôi đó chính là ý nghĩa của việc đầu tư chú đáo Điều quan trọng nhất là đầu tư phòng thủ. Charles Li đã đưa ý tưởng của dạ mổ tiến thêm một bước nữa, áp dụng nó vào đầu tư. Quan điểm của ông về tính hiệu quả của thị trường và chi phí giao dịch cao khiến ông kết luận rằng việc theo đuổi người chiến thắng trên thị trường chứng khoán chính thống khó có thể mang lại lợi ích cho nhà đầu tư. Thay vào đó, bạn nên cố gắng tránh đánh những người thua cuộc. Tôi thấy quan điểm đầu tư này hoàn toàn hấp dẫn. Ngay cả những nhà đầu tư có tay nghề cao cũng có thể mắc sai lầm và cú đánh quá mạnh có thể dễ dàng khiến họ thua trận. Vì vậy, phòng thủ sự nhấn mạnh đáng kể vào việc giữ cho mọi thứ không xảy ra sai sót là một phần quan trọng trong trò chơi của mọi nhà đầu tư vĩ đại. Phòng thủ thực sự có thể được coi là một nỗ lực nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn, nhưng thông qua việc tránh những điểm yếu hơn là đưa vào những điểm cộng, và hơn thế nữa là thông qua sự tiến bộ nhất quán nhưng có lẽ vừa phải hơn là thỉnh thoảng xuất hiện những tia sáng rực rỡ. Tôi không nghĩ nhiều nhà quản lý đầu tư kết thúc sự nghiệp vì họ không thành công. Đúng hơn, họ kết thúc cuộc chơi vì ra đòn quá thường xuyên không phải vì họ không có đủ người chiến thắng mà vì họ có quá nhiều người thua cuộc họ đặt cược quá nhiều khi họ nghĩ rằng họ có một ý tưởng chiến thắng hoặc một cái nhìn đúng đắn về tương lai tập trung danh mục đầu tư thay vì đa dạng hóa họ phải gánh chịu chi phí giao dịch quá mức do thay đổi cổ phần quá thường xuyên hoặc cố gắng tính toán thời điểm thị trường và họ định vị danh mục đầu tư của mình theo những kịch bản thuận lợi và kết quả như mong đợi thay vì đảm bảo rằng họ sẽ có thể sống sót sau những tính toán sai lầm không thể tránh khỏi hoặc gặp phải vận rủi. Vùng biển mà bạn đánh bắt càng có nhiều thách thức và có khả năng sinh lợi thì chúng càng có nhiều khả năng thu hút được những ngư dân lành nghề. Đầu tư phòng thủ nghe có vẻ rất uyên bác, nhưng tôi có thể đơn giản hóa nó. Đầu tư sợ hãi, lo lắng về khả năng mất mát, lo lắng rằng có điều gì đó bạn không biết. Lo lắng rằng bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhưng vẫn gặp phải những điều xui xẻo hoặc những sự kiện bất ngờ. Sợ hãi đầu tư sẽ ngăn chặn sự kiêu ngạo, sẽ giữ cho bạn cảnh giác và ạ à diện lìn tinh thần của bạn tuôn chảy, sẽ khiến bạn nhất quyết phải có mức độ an toàn thích hợp, và sẽ tăng khả năng danh mục đầu tư của bạn được chuẩn bị cho những điều không ổn. Và nếu không có gì sai sót, chắc chắn những người chiến thắng sẽ tự lo liệu được. Điều quan trọng nhất là tránh cảm ấy. Một danh mục đầu tư có quá ít rủi ro có thể khiến bạn hoạt động kém hiệu quả trong thị trường giá lên, nhưng chưa có ai phá sản vì điều đó, còn có những số phận tồi tệ hơn nhiều các nhà đầu tư trung bình sẽ may mắn nếu họ có thể tránh được những cạm bẫy, trong khi các nhà đầu tư giỏi sẽ tìm cách tận dụng chúng. Hầu hết các nhà đầu tư đều hy vọng không mua, hoặc thậm chí có thể bán, khi lòng tham đã đẩy giá cổ phiếu lên quá cao. Nhưng các nhà đầu tư giỏi có thể bán khống để kiếm lời khi giá giảm. Phạm phải dạng lỗi thứ ba ví dụ, không bán khống một cổ phiếu được định giá quá cao là một loại sai lầm khác, lỗi bỏ sót, nhưng có lẽ hầu hết các nhà đầu tư đều sẵn sàng chấp nhận điều quan trọng nhất là gia tăng giá trị tôi sẽ giới thiệu hai thuật ngữ trong lý thuyết đầu tư một là bệ tạ thước đo độ nhạy cảm tương đối của danh mục đầu tư với các biến động của thị trường loại còn lại là alpha, mà tôi định nghĩa là kỹ năng đầu tư cá nhân hoặc khả năng tạo ra hiệu suất không liên quan đến chuyển động của thị trường danh mục đầu tư có bệ tạ trên một được dự kiến sẽ biến động nhiều hơn thị trường tham chiếu và bệ tạ dưới một có nghĩa là danh mục đó sẽ ít biến động hơn Nhân lợi nhuận thị trường với hệ số bể tạ và bạn sẽ nhận được lợi nhuận mà một danh mục đầu tư nhất định dự kiến sẽ đạt được, bỏ qua các nguồn rủi ro phi hệ thống. Nếu thị trường tăng 15%, danh mục đầu tư có hệ số bể tạ là 1,2 sẽ mang lại lợi nhuận 18%, cộng hoặc trừ án phạ. Theo lý thuyết, công thức giải thích hiệu suất danh mục đầu tư, ý, ý như sau, ý, ý trong đó là ký hiệu cho án phạ, là viết tắt của bể tạ và ít là lợi nhuận của thị trường. Lợi nhuận liên quan đến thị trường của danh mục đầu tư bằng với hệ số bể tả nhân với lợi nhuận thị trường và án phạ, lợi nhuận liên quan đến kỹ năng, được thêm vào để đạt được tổng lợi nhuận. Tất nhiên, lý thuyết cho biết không có cái gọi là án phạ. Tôi vẫn chưa nghe ai giải thích một cách thuyết phục tại sao việc đánh bại thị trường lại quan trọng khi thị trường hoạt động tốt. Không, trong những năm thuận lợi, mức trung bình là đủ. Điều quan trọng nhất là kết hợp tất cả lại với nhau. Và cuối cùng. Chúc các bạn học được những kiến thức hữu ích và áp dụng chúng vào con đường đầu tư trong suốt.